Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tại cuộc họp thông báo kết quả phiên họp thứ 25 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, gọi tắt là Ban Chỉ đạo, chiều ngày 1 tháng 2, Ban Nội chính Trung ương thông tin về nhiều nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong năm 2024, theo báo Dân trí. Tại phiên họp thứ 25, Ban Chỉ đạo đã quyết định đưa hai vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị liên quan. Ban Chỉ đạo cũng thống nhất kết thúc chỉ đạo xử lý đối với 8 vụ án, 11 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo nhấn mạnh nhiệm vụ khẩn trương hoàn thành kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nhất là khẩn trương kết luận, xử lý dứt điểm các sai phạm liên quan đến Công ty Việt Á, Công ty AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB. Ngoài ra, các cơ quan cần tập trung chỉ đạo kết thúc điều tra, xử lý 34 vụ án, 11 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, nhất là tập trung điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm địa phương. Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh. Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Liên quan đến vụ việc ở Công ty Đất hiếm Việt Nam, cơ quan công an khởi tố Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đất hiếm Việt Nam, Giám đốc Công ty Hợp Thành Phát. Hiện cục C03 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án nhằm bóc gỡ, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm này. Cụ thể, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 309H ngày 9 tháng 10 năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu C03 chủ trì phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các tỉnh, thành phố Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm liên quan đến tổ chức hoạt động của đường dây khai thác trái phép khoáng sản, vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu do Đoàn Văn Huấn và Lưu Anh Tuấn cầm đầu. Kết quả ban đầu, lực lượng đấu tranh chuyên án phát hiện tạm giữ 13.715 tấn quặng đất hiếm, 1.400 tấn quặng sắt và 1,6 tỷ đồng. Tiến hành niêm phong toàn bộ máy tính, thiết bị điện tử và tài liệu, chứng cứ thu thập được theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra xác minh, Cục C03 xác định từ năm 2019 đến tháng 9 năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã khai thác và bán trái phép khoảng 164.000 tấn quặng đất hiếm và quặng sắt với tổng giá trị khoáng sản thu lợi bất chính khoảng 630 tỷ đồng. Sau thời gian tích cực khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 19 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 27 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội buôn lậu và vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên. Hiện cục C03 tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án nhằm bóc gỡ, triệt xóa toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan đến vụ án, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an cho biết, sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, ngày 9 tháng 10 năm 2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu đã đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các đối tượng có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác có liên quan, tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt. Quá trình điều tra bước đầu xác định, Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã chỉ đạo tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102 kg quặng đất hiếm có giá trị khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646 kg quặng sắt có giá trị khoảng 192 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
vi phạm chỉ thị số 02 ngày 9 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, các khoản 3, 5, 7, điều 2 và điều 3 giấy phép khai thác khoáng sản số 927 của Bộ Tài nguyên Môi trường. Ngoài ra, Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính còn thỏa thuận với Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT, giảm số lượng và đơn giá bán thực tế, giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tạm tính cho nhà nước là trên 7,5 tỷ đồng. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 đối tượng về hai tội danh, gồm 1. Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc và Nguyễn Văn Chính, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 2, điều 227 và khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự. 2. Đặng Trần Chí, Giám đốc và Phạm Thị Hà, Kế toán Công ty Hợp Thành Phát, Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Nguyễn Thị Hiền, Kế toán Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự. Ngày 19 tháng 10 năm 2023, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 6 bị can theo đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Trong một diễn biến liên quan, ngày 30 tháng 6 năm 2023, báo Công an Nhân dân đưa tin Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên vừa ký văn bản đề nghị 5 địa phương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh tình trạng buôn bán, khai thác trái phép đất hiếm. Theo văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, vừa qua, báo chí có thông tin về hoạt động buôn bán, khai thác trái phép đất hiếm trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Phú Thọ và Thanh Hóa. Theo đó, một số đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép, tuyển, chiết xuất và buôn bán tinh quặng đất hiếm từ khu vực xã Bản Hòn, huyện Tam Đường, Lai Châu, cạnh mỏ đất hiếm Đông Pao và khu vực xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái với khối lượng quặng tinh sau tuyển lớn. Ngoài ra, hoạt động khai thác trái phép nêu trên của các đối tượng được phản ánh là xuất phát từ việc đào trộm, đào hạ cốt nền có người bảo lãnh. Trong văn bản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá đây là hoạt động có tính chất phức tạp, giá trị khối lượng khoáng sản lớn. Vì vậy, Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh thông tin phản ánh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép nêu trên của các đối tượng được phản ánh là xuất phát từ việc đào trộm, hạ cốt nền có người bảo lãnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khai thác, tuyển, tiêu thụ quặng đất hiếm, tăng cường hơn nữa công tác giám sát, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung sóng trong ngày. Và đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại.